Mến chào các bạn, hôm nay là một cái ngày nghỉ của mình. Suốt tuần lễ này là mình sẽ nghỉ ở nhà và mình sẽ chia sẻ với các bạn là trong tuần lễ này mình sẽ làm những gì nha. Hôm nay là ngày thứ hai và là cái ngày nghỉ đầu tiên của mình. Thật sự thì buổi sáng hôm nay con gái mình không có lớp cho nên là hai mẹ con của mình sẽ ăn trưa, sẽ đi ra ngoài đi ăn trưa và có thể là đi vòng vòng chơi một chút xíu với con gái. Còn ngày mai thì con gái nó có lớp, nó bắt đầu nó bận rồi, thứ tư test gì đó tùm lum cho nên là hôm nay mình sẽ đi chơi với con gái buổi sáng chút xíu, buổi trưa chút xíu. Nhưng mà bây giờ con gái mới sửa soạn thức dậy và tắm rửa cho nên là mình sẽ làm một ít đồ ăn sáng chờ con gái chút xíu, tại vì mình đi ra đường mà mình không ăn gì hết á thì mình cũng rất là sợ mình chạy xe. Các bạn giờ lớn tuổi rồi thì mình cũng phải cẩn thận chút xíu. Thì hôm nay mình sẽ ăn cái món ăn đơn giản mà buổi sáng ở Mỹ này tụi mình thường hay ăn. Nếu mà mình không ăn những cái lúa mạch nóng thì mình sẽ ăn cereal. Đây là cái loại cereal mà mình thích ăn đó các bạn. Nó có cái hộp hạnh nhân á, còn almond đó, nó giòn giòn rất là ngon. Nó đúng ra là nó ngon thì mình ăn dài hơn hết cái bọc này rồi mình lại đổi qua cái mùi khác, cái loại khác các bạn. Nên là ở đây nó có rất là nhiều loại, mình có thể ăn loại này loại kia rồi thay đổi. Có khi con gái mình đi chợ nó mua mấy loại luôn, mình ăn ít thôi nha các bạn, tại vì con gái mình rủ mình sẽ đi vô cái mo rồi sẽ ăn sáng ở trong đó, ăn trưa ở trong đó, cho nên là mình ăn chút cho có gì trong bụng. Hồi xưa mình mới qua thì mình ăn cereal mình ăn với sữa các bạn, nhưng mà bây giờ thì mình không ăn với sữa nữa, tại vì sữa thì nó cũng không có tốt. Bây giờ tụi mình ở bên này á, mình hay uống sữa almond như thế này, là sữa của cái hạt hạnh nhân đó các bạn. Đây là cái hiệu mà mình thích uống. Mình khuyến khích người nhà mình nên uống cái loại sữa này, hoặc là cái loại sữa hạnh nhân là họ là tốt nhất. Có người thì dùng sữa coconut là dừa, nhưng mà con gái mình nói là dùng cái sữa này là tốt nhất, cho nên là mình sẽ dùng cái loại sữa này. Khi mà mình ăn cereal các bạn, thì ở nhà mình có cái loại trái cây gì thì mình sẽ bỏ vô cái đó. Hôm nay thì ở nhà không có chuối, không có strawberry, không có dâu tây, không có trái mâm xôi gì hết, chỉ còn lại một ít trái blueberry, cũng là một cái loại cái gì ta, blueberry cũng là mâm xôi hay sao ta, không biết nữa, mình không biết kêu loại gì nữa, nhưng mà mình sẽ bỏ vào đây một ít các bạn ha. Còn nếu như mà bình thường mình có chuối thì mình sẽ cắt chuối vào, hay là mình bỏ trái dâu tây, bỏ mâm xôi các loại thì cũng rất là ngon. Còn không có, thậm chí không có, bữa nào không có thì mình chỉ ăn cái này với sữa thôi. Rồi thì mình sẽ đổ một chút sữa thôi các bạn ha. Có nhiều người họ đổ sữa nhiều như mình, tại vì nó sẽ thấm vô trong cái chén cereal này, nó làm cho cái những cái bánh cereal này á nó mềm mềm, nó dễ ăn. Còn có nhiều người như con gái mình thì lại không thích ăn giòn, thì các bạn bỏ sữa ít lại chút xíu thì nó không có ngấm nhiều sữa thì nó sẽ giòn rụm rụm luôn. Còn mình thì mình thích nó hơi hơi mềm mềm cho nó dễ ăn. Bây giờ mình sẽ ra giường, mình thăm giường ăn cereal rồi mình sẽ nói chuyện với các bạn nha. Rồi các bạn cùng theo mình ra giường. Rồi các bạn ơi, mình ra giường rồi nè. Đây các bạn có cái chén cereal của mình nè. Nãy giờ mình vừa đi mình cũng vừa ăn nữa. Mình chỉ cần ăn một chút xíu thôi, tại vì chút nữa mình vô trong trong mall á, trong khu mua sắm á, thì mình sẽ ăn trưa với con gái. Mình chỉ muốn là có một chút gì đó trong bụng trước khi mà mình ra khỏi nhà. Rất là tiện lợi phải không các bạn? Những cái món ăn sáng như thế này á, người Mỹ nào trong nhà họ cũng có hết. Để mà khi mà trước khi họ đi làm, họ không có thời gian để chuẩn bị những cái món ăn nóng, thì họ có thể ăn những cái món ăn như thế này, nó cũng rất là tốt và cũng rất là bổ dưỡng luôn đó các bạn. Thì mình cũng có thưa với các bạn á, là cái tuần lễ này á, thì mình nghĩ tại vì từ đây cho đến cuối năm á, là mình rất là bận. Mình cũng có, hình như là cũng có thưa với các bạn là mình làm về hệ thống banking ở Mỹ này đó. Nhà băng của mình thì chuyên về những cái nợ cho những cái công ty, cho nên là cuối năm á, là công ty nó muốn mọi thứ là phải xong hết trước cái ngày 31 tháng 12. Cho nên là những cái ngày tháng ngày cuối năm như thế này mình rất là bận, và làm rất là nhiều giờ, thậm chí thứ bảy chủ nhật mình cũng phải vào làm nữa các bạn, để make sure là everything done trước khi ngày 31 tháng 12. Cho nên là mình thường hay lấy cái thời gian này mình nghỉ, mình dưỡng sức để mình chuẩn bị cho một cái last quarter của một cái năm, đó là một cái quý cuối của cái năm rất là bận rộn. Và các bạn biết không, tuần lễ này là cái ngày là tuần lễ sinh nhật của mình đó, sinh nhật của mình sẽ rớt vào trong cái tuần lễ này, cho nên là mình cũng nghỉ ở nhà thoải mái.
khi mà mình nghỉ thì ông xã mình đó hỏi là em có muốn anh nghỉ với em không, tại vì ông xã mình thì đang có một cái project đang làm vừa nửa chừng, thì mình mới nói là thôi trời anh cứ làm cho xong cái project đi, cuối năm thì cũng bận lắm, em ở nhà được rồi. Em ở nhà nhiều khi các bạn có đồng ý với mình không, nhiều khi mình cũng có một cái thời gian cho chính bản thân của mình, mình làm những cái gì mình thích, mình được nghỉ ngơi, mình ở trong phòng mình coi một cái cuốn phim nào mình thích, hay mình nghe những cái bài nhạc mà mình thích, mình không làm ảnh hưởng cho những người khác. Thậm chí Cookie nó cũng đang đi học, ông xã mình thì vẫn là đi làm, mình nói cứ đi học cứ đi làm để cho mình ở nhà một mình. Thì sáng thức dậy sớm thì mình còn coi tivi những cái chương trình mình thích, hay là coi một cái cuốn phim mình thích, nghe những cái bài nhạc mình yêu thích, làm những cái gì mình thích thì mình rất là thích. Thỉnh thoảng mình cũng dành cho ông xã mình một cái thời gian, một cái khoảng khắc riêng cho anh muốn làm gì anh làm, mình cũng vậy. Có nhiều khi ở trong nhà, trong một tuần lễ khi mà con gái mình đang đi học á, thì có những cái ngày đó mình để cho anh ở trong cái phòng làm việc của anh, có thể là anh làm việc, rồi nhiều khi anh làm việc mệt quá anh chơi game, mình cũng cho anh chơi game. Thỉnh thoảng mình chỉ vô mình hỏi là anh có cần cái gì không, anh có cần muốn cái gì ở ngoài bếp thì em mang vô hay là nọ. Rồi mình cũng vậy, mình cũng qua một cái phòng khác, mình mở YouTube ra mình coi, mình lên Facebook với các bạn của mình, hay là mình làm những cái gì mình thích thì mình cũng rất là thích. Cho nên là mình khuyên với các bạn, mặc dù vợ chồng thì phải gắn bó với nhau, chia sẻ với nhau từng cái công việc, từng cái sở thích, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng cần phải có một cái thời gian riêng, một cái không gian riêng, một cái khoảng khắc riêng để cho mình làm những cái gì mình yêu thích. Thì coi như là 80-90% mình làm những cái gì chung với nhau rồi, chẳng hạn như là cái công việc làm vườn của mình. Ông xã mình là anh không thích vườn, không thích trồng cây, không thích này nọ. Hồi xưa là như vậy, nhưng mà từ sau này anh thấy mình thích trồng cây, chăm sóc vườn thì anh cũng ra anh làm với mình. Thậm chí cũng có những lúc giống như ông xã mình thích uống trà, thích này nọ, thích ngồi đàm đạo uống trà, thì mình cũng dành thời gian để mình ngồi với anh để mình uống trà, mình đàm đạo. Thật sự có những lúc mình rất là bận, công việc của mình rất là bận, mà anh lỡ anh pha ra một cái ấm trà rồi anh muốn mình ngồi uống thì mình cũng chịu khó mình ngồi mình uống với anh. Nghĩa là trong cái tình vợ chồng lứa đôi á, thì có những cái phần đông là mình phải chung với nhau, thấy không? Hồi xưa thì còn độc thân thì mình muốn làm gì muốn làm, mình muốn ngủ lúc nào mình ngủ, muốn ăn gì mình ăn, muốn đi đâu mình đi. Nhưng mà từ khi mình đã có gia đình rồi thì tụi mình thường hay chung với nhau. Có những cái thật sự mình biết ông xã mình không thích đâu, nhưng mà tại vì mình thích thì ông xã mình cùng làm với mình. Thì ngược lại mình cũng thấy như vậy, mình thấy có những cái anh thích mà mình không thích, giống như là cứ ngồi xuống uống trà hay là này nọ mình không thích, thì mình cũng dành thời gian mình ngồi uống trà với anh. Hay là có những lúc anh đi ra ngoài anh đánh banh tennis, hay là anh bắn banh bóng bàn, những lúc mình có thể đi được mình vẫn sẵn sàng mình đi để mình ngồi mình coi anh đánh với những người bạn của anh, ủng hộ anh. Lúc này thì thời gian trời hơi lạnh rồi thì anh ít đi, thì anh ở nhà nhiều hơn, cho nên là mình cũng có thời gian cho anh rất là nhiều. Ngoài ra đó thì thỉnh thoảng mình cũng có những cái thời gian cho chính bản thân mình, chẳng hạn như cái tuần lễ này là mình nói anh cứ việc đi làm, Cookie cứ việc đi học, mình hôm nay mình chỉ ở nhà với con được buổi sáng, trưa chiều chiều gì đó con lại có lớp lại rồi, thì mình sẽ ở lại ở nhà một mình suốt một cái tuần lễ này. Các bạn có lẽ là mình sẽ làm những cái gì mình yêu thích, mình dành thời gian cho mẹ của mình, cho cô em gái của mình, có lẽ là tụi mình sẽ đi chung, mời mẹ đi ăn trưa đi này nọ. Cho nên là mình cũng rất là thích, phải không các bạn? Sometime thì mình cũng thích làm như vậy đó, nên mình cũng khuyên với các bạn là thỉnh thoảng hãy dành riêng một cái thời gian nào đó, một cái khoảng thời gian, một cái khoảng khắc nào đó cho chính bản thân mình thì nó rất là thú vị, phải không các bạn? Chẳng hạn như ngày hôm nay nè, con mình thì nó đang sửa soạn để đi ra ngoài với mình ra đây mình tán gẫu với các bạn. Nãy mình nằm ở trong giường á, mình chích chát với em gái của mình mà mình thấy mình rất là vui. Thì như các bạn cũng biết đó, là cuối tuần vừa rồi á, mấy anh em của mình vừa mới tổ chức cái sinh nhật cho mẹ mình. Năm nay mẹ mình tròn 80 tuổi thì tụi mình mới tổ chức. Thì lúc đầu á, em trai út của mình á, thì nói là chị ơi, năm nay 80 tuổi chắc có lẽ là mình sẽ làm sinh nhật lớn cho mẹ ha. Thì lúc đó mẹ mình nghe, thì mẹ mình mới nói là thôi con, mẹ không thích làm lớn đâu, làm lớn cũng không có tiện đâu con, thôi tụi con bận biểu đi làm, mẹ chỉ thích là tụi con quây quần về nhà, đứa nào cũng dành một ít thời gian cho ba mẹ rồi quây quần ăn bữa cơm tối ở nhà là được rồi, đừng có làm lớn. Mẹ mình hình như là không thích làm lớn. Mẹ mình nói là thôi thì mẹ chỉ muốn cái gì đơn giản, nếu mà dành thời gian cho ba mẹ thì về nhà thăm ba mẹ là được rồi. Thì mình cũng
theo ý thích của mẹ, thì mẹ không có thích làm lớn thì mình cũng không có muốn làm lớn, mà mẹ không có cảm thấy thoải mái thì mình cũng không thích. Thì mình có bàn với anh em ở nhà, thì cuối cùng thì ông xã của mình với con gái của mình nói là ồ thôi bây giờ ở nhà mà nấu nướng thì ai cũng đi làm hết, gia đình nào cũng đi làm, cuối tuần cũng bận biểu quá, thôi bây giờ mình đặt cái nhà hàng nào để mình ăn ở ngoài với ba mẹ ăn bữa cho vui đi. Thì con gái của mình, các bạn biết mà, tụi trẻ nó bây giờ nó thích ăn những cái đồ ăn giống như là cái gì mà mới mới lạ lạ, có thậm chí có những nhà hàng cũng chưa chắc là đã ngon đâu, nhưng mà nó cái gì mới lạ người ta ùm ùm ta đi ăn, là mấy chị mấy anh ở nhà mình, mấy em trẻ nhà mình là thích lắm thì thích thử. Thì nó thấy mẹ mình order, mình đặt phờ bàn ở hay đi lao cho ông bà ngoại thử đi. Mới đầu mình nghe mình nói trời con ơi, ông bà ngoại lớn tuổi rồi mà nó ồn ào nó náo nhiệt sao ông bà ngoại chịu nổi. Để nó không sao đâu, mình sẽ đặt cái phòng VIP thì ông bà ngoại mình ăn riêng biệt, không có ồn ào đâu mẹ, để cho ông bà ngoại mình lâu lâu ông bà ngoại cũng phải chơi với cái tuổi trẻ chứ, mẹ cứ nói ông bà ngoại già hoài, ông bà ngoại cũng phải giống như là xôn xao nhộn nhịp như tuổi trẻ chứ. Mình thấy thôi cũng đúng, thì mình mới để cho con gái của mình, ông xã mình với con gái mình mới đặt bàn ở cái nhà hàng lẩu hay đi lao mà các bạn thấy mình có lên cái cuốn video á, thì cũng rất là vui. Thì từ sáng thì mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình nhớ lại, mình nói những cái gì mình đã làm cho mẹ, và cái điều mà mình làm mà mẹ mình vui nhất á là các bạn biết sao không, mình mời được cái ông cậu út của mình. Cậu út của mình á thì là đó là em trai út của mẹ mình, thì cậu cũng ở California của mình thôi, nhưng mà cậu lúc này rất là bận, là tại vì cậu cũng có mấy đứa con rồi, cũng mới vừa lên đại học rồi, cậu mợ cũng rất là bận, bên mợ thì cũng có mẹ già rồi này nọ, thì cũng chia phiên nhau để thăm viếng. Thường thì cậu rất là bận, mình những lúc mà nhà mình có tiệc tùng đồ này nọ đó, mình cũng mời mẹ cậu qua cho mẹ vui, nhưng mà nhiều khi cậu bận quá nha, mẹ cậu cũng ít có tới mà để chung vui lắm. Nhưng mà lần này thì mình có liên lạc với cậu. Đó, ngoại chút xíu mẹ gọi lại con ha. Ừ, mẹ mình gọi. Thì mình có nói với cậu là cậu có bận biểu gì thì cậu ráng dành chút thời gian đi ăn chung tối với tụi mình đi, tại vì hôm nay là birthday 80 tuổi của mẹ mình đó. Mà mình biết rằng dù cho cái món quà gì mà tụi mình tặng cho mẹ mình á, mẹ mình cũng sẽ không có vui bằng cái món quà mà đó là cậu của mình có mặt trong cái buổi ăn tối mà 20 thứ bảy mà tụi mình ăn. Thì cậu mình nói thì mợ thì cũng đang bận biểu cuối tuần, cũng dành thời gian cho take care cho gia đình bên mẹ của mợ mình đó, thôi cậu sẽ đại diện gia đình qua chung vui cái sinh nhật của mẹ mình, cho nên là mình giữ bí mật luôn nha các bạn, thậm chí mình không ai nói ai hết, mình chỉ nói với lại con gái mình với là ông xã mình biết thôi, là hôm đó cậu mình sẽ đến dự cái bữa sinh nhật, bữa ăn tối với gia đình, còn tất cả mọi người không ai biết hết. Cái các bạn biết sao không, thì bữa đó thì mọi người đến, cái mình cậu mình đến, thì cậu mình đi với tụi mình ra nhà hàng. Trời ơi, các bạn biết không, mẹ mình ngạc nhiên tới nó nổi bật khóc luôn, tại vì lâu lắm rồi, cũng lâu cậu mình mới gặp mẹ mình, thỉnh thoảng thì cậu chỉ gọi điện thoại thăm mẹ thôi, rồi này nọ tết nhất thì ghé qua chút xíu, cho nên là cũng không có thời gian nhiều. Thì hôm đó mẹ mình cũng biết cậu mình rất là bận, mà cậu mình dành thời gian để đến dự cái sinh nhật 80 tuổi của mẹ, trời ơi, mẹ mình cảm động vô cùng, mẹ mình khóc luôn, mẹ mình khóc, mà tất cả mấy anh em của mình rất là cảm động. Cho nên là nhân cái cuốn video này mình cũng cảm ơn cậu rất là nhiều đã sắp xếp chuyện gia đình dành một chút thời gian để đến chung vui cái sinh nhật, làm cho mẹ mình rất là vui. Đây là cái món quà mà mình bảo đảm rằng cái món quà mà mẹ mình thích nhất trong cái sinh nhật lần này của mẹ mình đó. Thì mình ngồi mình suy nghĩ, mình nằm mình suy nghĩ trên giường, mình nói ồ vậy mình cũng sắp xếp cũng đúng quá, cậu mình đến cũng vừa đúng lúc, xuất hiện đúng khi mà mẹ mình, em mình, em trai mình chở mẹ mình đến, cậu mình bước xuống, hai chị em gặp nhau, trời ơi tay bắt mặt mình, mẹ mình cười mà ra nước mắt luôn các bạn, trời cảm động dễ sợ, mọi người đều rất là cảm động. Cho nên là mình cũng nói ồ thì hôm đó thì mình cũng mời được hết các anh em, sắp xếp đầy đủ hết, dâu rể chỉ có người rể của thứ hai của ba mẹ mình là chồng của em gái mình thì Hy đang đi công tác ở bên châu Âu không có về kịp, cho nên là Hy vắng mặt, nhưng mà Hy cũng gửi quà mừng đồ này nọ cho mẹ mình rồi, còn tất cả các con cháu đều tề tụ đông đủ để mừng sinh nhật của mẹ. Thì mình cũng rất là vui, mình ngồi mình nghiễm lại ồ tuần vừa rồi mình làm được những gì vui ta, ồ mình làm được cái sinh nhật cho mẹ nè. Mình mới nhớ lại là hồi xưa đó, khi mà mình 18 tuổi á, lúc đó mẹ mình làm cho mẹ mình cái sinh nhật năm mình tròn 18 tuổi rất là vui luôn á các bạn. Mẹ mình thời gian đó là khoảng năm 1970 mấy thôi,
gần bước qua 80 thôi mà mẹ mình, hôm đó là năm cuối mình học high school, mình học trung học cấp 3 ha, là năm cuối, cho nên là mẹ mình cho mình mời rất là nhiều bạn luôn, mình mời rất là đông luôn. Các bạn biết là trên lầu của mình đó là dẹp hết để một cái dàn cái bàn dài, thiệt là dài. Rồi mẹ mình đặt cho mình một cái bánh sinh nhật rất là to luôn, tại vì mình mời quá nhiều luôn, cho nên là mẹ mình đặt cho mình một cái bánh sinh nhật rất là to, đến nỗi các bạn biết không có cái tủ lạnh nào mà có thể để vô cái bánh sinh nhật đó được luôn á. Mà các bạn biết là ở Việt Nam mà trời nó nóng lắm, nhưng mà cũng may là cái tháng này ở Việt Nam nó cũng đỡ nóng, cho nên là không có cái bánh, không có cái tủ lạnh nào mà có thể để được một cái bánh sinh nhật của mình vô, cho nên là mẹ làm cho mình một cái sinh nhật 18 tuổi rất là vui, rất là trọn vẹn. Mặc dù cái kinh tế lúc đó cũng hơi khó khăn, nhưng mà mẹ mình đã làm cho mình một cái sinh nhật 18 rất là vui. Mình được chung vui với các bạn của mình, để rồi chia tay, mỗi đứa đi một nơi, vì lúc đó là năm lớp 12 của mình rồi đó ha các bạn. Thì bây giờ mình mới suy nghĩ lại, bây giờ mình làm lại cho mẹ được một cái sinh nhật 80 tuổi, mẹ mình vui như vậy, cậu mình xuất hiện, rồi ba, rồi các con, rồi các cháu, rồi này nọ, dâu rể, rồi mẹ mình vui dễ sợ luôn. Cho nên là mình thấy tuần vừa rồi mình đã làm được một cái việc rất là vui cho mẹ. Thì mình nhớ lại hồi xưa, hồi nào mẹ mình còn trẻ trung, mẹ làm cho mình cái sinh nhật 18 tuổi rất là ý nghĩa, rất là trọn vẹn. Các bạn biết không, lúc đó nó đâu phải là dễ để có những cái máy chụp hình mà chụp hình cho mình đâu. Mẹ mình mời cái người chụp hình từ một cái tiệm chụp hình ở khu nhà mình, ở trong cái phố của mình, đến chụp cho mình những cái tấm phim hình màu. Chắc các bạn ở thời của mình các bạn nhớ, hồi xưa đâu phải giống như bây giờ mà lấy cell phone ra chụp, hay là có quá nhiều loại máy chụp hình, thậm chí chụp xong rồi rửa tại nhà cũng được luôn. Hồi xưa là mẹ mình phải mời cái người chụp hình từ cái tiệm chụp hình đem cái máy lại, là các bạn biết là họ sẽ chạc tiền bao nhiêu đó. Thì ông với người con của ông đến chụp cho mình những cái tấm hình kỷ niệm năm mình tròn 18 tuổi, rất là đẹp, tại vì lúc đó dĩ nhiên là con gái mà mới 18 tuổi, thời con gái đó là rất là đẹp phải không các bạn, cho nên là mình có những cái tấm hình rất là đẹp. Và mẹ mình làm cho mình rất là trọn vẹn, thời buổi đó kinh tế cũng rất là khó khăn mà mẹ mình cố gắng để cho mình có một cái sinh nhật 18 tuổi trọn vẹn. Thì hôm nay tuy mình không làm gì được cho mẹ nhiều, không trọn vẹn, không tổ chức lớn, tại vì theo ý của mẹ thì mẹ không thích làm lớn, mẹ nói là hình như người ta nói là làm lớn không có tốt, cho nên là mẹ mình không cho làm lớn. Mẹ mình nói thôi các con cứ tày tụ chung vui với ba mẹ một bữa cơm gia đình là ba mẹ vui rồi, nhưng mà thôi thì mình đi ra ngoài mình ăn. Và mình đã làm cho mẹ mình rất là hạnh phúc, rất là vui trong cái ngày sinh nhật của mẹ mình, thì mình thấy thoải mái vô cùng. Mình nằm trên giường mình thức dậy, mình nói anh xã mình thì đã đi làm sớm rồi, mình nằm mình ôn lại cái cuối tuần này, mình thấy ôi cái cuối tuần này rất là dễ thương, rất là vui, anh em gặp lại rồi nói chuyện hàn huyên mẹ mình. Và nhất là trong cái phần cuối của cái cuốn phim mà tụi mình đi ăn lẩu hai đi lao á các bạn, nếu mà các bạn coi cái phần cuối các bạn thấy nè, cậu mình ngồi trên cái đàn piano của đứa cháu của mình hát cho mẹ mình nghe cái nhạc khúc mà mẹ mình thích nhất, đó là cái bài niệm khúc cuối đó. Cái bài niệm khúc cuối là cái bài mà mẹ mình thích nhất, hồi nhỏ mẹ mình thường hay hát cho mình nghe lắm, cho nên là mình biết. Cho nên là cậu mình đã ngồi trên cái đàn và hát tặng cho mẹ mình cái bài hát mà mẹ mình thích nhất, là bài niệm khúc cuối đó. Cho nên là mẹ mình rất là vui, rất là cảm động đó. Đó là cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay trong cái buổi mà mình ngồi ăn sáng ở trước sân, ở sau sân vườn nhà mình đó, chuẩn bị đợi cho con gái sửa soạn rồi mẹ con đi ra ngoài chút xíu. Thì hồi nãy mình đang ngồi tám với các bạn này, mẹ mình có phone gọi, mẹ mình biết mình nghĩ chắc mẹ mình đang cần mình có cái việc gì đó các bạn, cho nên là thôi bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây nha. Mình sẽ vô mình gọi lại cho mẹ, không biết mẹ mình kiếm mình có việc gì đó thì mình sẽ nói chuyện với mẹ, rồi sau đó mình sẽ đi ra ngoài. Chắc có lẽ là trong cái thời gian đây á, là mình sẽ nói chuyện với các bạn, chia sẻ với các bạn, kể chuyện cho các bạn vui rồi nghe. Chứ là vườn tược của mình bây giờ nó điều hiu hết rồi các bạn, không có còn cái gì nhiều để mình chia sẻ với các bạn, thì chắc có lẽ là mình chỉ nói chuyện rồi chia sẻ với các bạn cái cuộc sống của mình, những cái suy nghĩ của mình mà thôi. Cho nên là có gì các bạn nhớ coi và ủng hộ cho mình nha. Thôi bây giờ mình xin chia tay các bạn ở đây ha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn video sau. Chúc các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ bên người thân và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye.